Nguyễn Thứ Phượng xin kính chào quý vị Thưa quý vị, hơn 10 năm trước Nguyễn Thứ Phượng có nghe nói đến cái vụ Làng Mai thì uh, lúc đó thì Thượng Tòa uh, Thích Nhất Hạnh hay là Thiền Sư Thích Nhất Hạnh cũng không có nói nhiều uh, hay là nói một cách mạnh mẽ về vấn đề đó uh, cho nên Nguyễn Thứ Phượng cũng chỉ uh, biết rằng đó là một trong những cái vụ uh, chiếm đất đai của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đối với lại các cá nhân, các đoàn thể cũng như các tôn giáo nó xảy ra như cơm bữa ở Việt Nam. Bây giờ nhân lúc Thiền sư thích Nhất Hạnh qua đời, nguyễn Thức Phượng mới có dịp để tìm hiểu về cái thảm trạng của làng Mai uh, Bắc Nhã ở Việt Nam. Ở trước đây hơn 10 năm thưa quý vị theo một cái bức thư ngõ năm 2008 đó, thì quý vị đại diện cho làng Mai Bắc Nhã ở Việt Nam đó, có nói rằng thượng tòa Thích Đức Nghi tức là viện chủ của uh, tu viện Bắc Nhã năm 1998 đó, có sang bên uh, Pháp đến viếng thăm uh, làng mai ở bên pháp của thiền sư nhất hạnh và có tu học ở đó một thời gian cũng như đem một số các đệ tử sang tu học ở bên đó và uh, rất là uh, ngưỡng mộ thiền sư nhất hạnh cũng như là cái lối tu hành của phật giáo làng mai trong dịp này đó thì thượng tọa thích đức nghi cũng vận động uh, tài chánh ở làng mai để mà xây dựng uh, tu viện uh, bát nhã ở bên Việt Nam năm 2005 trong chuyến về Việt Nam thăm quê hương và hoàng pháp lần thứ nhất của sư ông uh, thích nhất hạnh thì uh, thượng tọa thích đức nghi đã mời thiền sư và tăng thân làng mai lúc đó gồm cả trăm thiền sinh tháp tùng uh, thiền sư nhất hạnh từ nước ngoài đến thăm tu viện bát nhã trước sự hiện diện của từ chúng tăng thân xuất gia và tại gia của làng mai đệ tử xuất gia và tại gia của thượng tọa trong tỉnh lâm đồng thượng tọa đã tuyên bố thưa quý vị thượng tọa đây là thượng tọa thích đức nghi đã tuyên bố cúng dường tư viện uh, tu viện bát nhã cho thiền sư nhất hạnh và tăng thân làng mai để làm nơi tu học sinh hoạt và phát triển pháp môn làng mai tại Việt Nam trong bức thư ngõ này quý vị đại diện của làng mai cũng nói đến những sự đóng góp về tài chánh của các uh, uh, tu sinh đệ tử của thiền sư nhất hạnh thưa quý vị nguyên văn của cái đoạn này là như thế này về mặt cơ sở lúc tăng thân làng mai mới đến bắc nhã tu viện đã có ngôi chánh điện nhà tiếp khách dãy nhà khách nơi thượng tọa thưa quý vị thượng tọa đây là thượng tọa thích đức nghi nơi thượng tọa nghỉ ngơi, nhà bếp và phòng ăn nhỏ, một nhà kho dùng làm tăng xá gần tháp thầy Đồng Quang, hai cái thất bằng xi măng, một ngôi nhà nhỏ dùng làm lớp học hiếu và thương và một ngôi nhà hai tầng đã xây xong phần thô mà thượng tọa định dùng làm nhà dưỡng lão. Đại chúng lúc đó có khoảng 20 người, trong đó có khoảng 5 bà cụ, sinh hoạt theo hình thức công quả, thọ giới sa di ni để tu học lúc về già. Các bà cụ này thuộc diện sống trong nhà dưỡng lão. Lúc chúng con đến tu viện, thượng tọa đang xây dở gian, đã xong phần thô một dãy nhà hai tầng để làm nhà dưỡng lão với chi phí để ra là 90.000 đô la Mỹ. Chúng con đã tiếp tục xây dãy nhà đó. Các bà cụ đã được sắp xếp ở chung với các sư cô ngày 21 tháng 2 năm 2008, chúng con đã hoàn lại số tiền xây phần thu nhà dưỡng lão cho thượng tọa bằng tiền Việt Nam là 1 tỷ 440 triệu. Số tiền làng Mai đã đầu tư vào các cơ sở xây dựng trên đất tu viện Bát Nhã khoảng 12 tỷ 509 triệu do tăng xá 3 tầng và một nhà cho tập sự. Ni xá Hai dãy nhà ba tầng, thiền đường chung, thiền đường bên ni, trai đường chung và bên ni. Số tiền làng Mai đã đầu tư để mua đất là khoảng 2 tỷ 800 triệu. Thượng tọa đại diện tăng thân đứng tên dùng và số tiền để xây dựng cơ sở trên đất của Phật tử làng Mai cũng do thượng tọa đứng tên dùng là khoảng 3 tỷ 370 trăm bảy triệu à, thưa quý vị um, sư ông uh, thích nhất hạnh đã tin tưởng cái vị sư thích đức nghi này hoàn toàn cho nên là để cho vị này um, đứng tên trong khi tiền bạc là của đệ tử của um, thiền sư nhất hạnh à, tới khi bị đuổi ra thì họ Uh, trắng tay quý vị tìm hiểu về nguyên nhân uh, quý vị làng Mai bất Nhã bị đuổi ra mất trắng thì uh, thưa quý vị có một đoạn trong bức thư ngõ đó nói lên uh, cái lý do Tháng 2 năm 2007 sau khi xây dựng xong cơ sở tại Bắc Nhã đủ chỗ ở và sinh hoạt cho khoảng 500 người thì làng Mai ngưng các dự án xây dựng cơ sở để tập trung vào việc xây dựng tăng thân. Lúc đó, Thượng Tọa cũng đang gây quỹ để xây dựng chùa Hoa Nghiêm. Sau 2 năm vận động gây quỹ xây dựng Bát Nhã, chúng con không thể kêu gọi thêm nữa từ các mạnh thường quân vì việc đóng góp, duy trì sinh hoạt hàng ngày cho gần 400 người tại Bát Nhã cũng đã là một gánh nặng cho họ. Vì thế, Chúng con không đủ điều kiện để giúp đỡ nhiều trong việc gây quỹ xây dựng các trung tâm khác cho Thượng tọa. Thượng tọa có vẻ không vui, nhận biết mối quan tâm và nhu cầu xây dựng của Thượng tọa rất lớn nên chúng con cũng hết sức giúp. Tháng 11 năm 2007, Thượng tọa ngỏ ý muốn đi nước ngoài chữa bệnh. Chúng con sắp xếp cho Thượng tọa đi chữa bệnh tại Mỹ và nhân cơ hội đó cũng gây quỹ cho Thượng tọa luôn. Chúng con đã khuyến khích và nhờ các Phật tử người Việt ở các thiền viện của làng Mai tại Mỹ tổ chức gây quỹ cho Thượng Tọa. Không may là kinh tế Mỹ đang hồi suy thoái, số tiền gây quỹ không được nhiều, khoảng trên dưới 45.000. Phần nữa là các Phật tử thân hữu làng Mai muốn dùng số tiền họ cúng dường để xây dựng cơ sở vừa đủ để hoàn pháp, chứ không chủ trương xây dựng cơ sở lớn để phục vụ nhu cầu tham quan và du lịch của Phật tử điều mà thượng tọa muốn thực hiện thưa quý vị nói như vậy là chúng ta hiểu rằng là sau khi mà lợi dụng cái sự hỗ trợ của các mạnh thường quân của làng mai để xây dựng cái tu viện làng mai bát nhã đầy đủ rồi thì ông sư thích đức nhi này đó là muốn uh, uh, quý vị ở trong làng mai đó tiếp tục uh, uh, giống như là nặng con bò sữa uh, các vị mạnh thường quân của làng mai trên khắp thế giới uh, để mà xây thêm chùa nọ chùa kia rồi xây thêm uh, một cái trung tâm du lịch ở bên cạnh làng mai uh, Bắc nhã uh, để mà trục lợi uh. nhưng mà làng mai họ không có chịu uh, Uh, tham gia một cách tích cực đó. rồi họ cũng nhượng bộ uh, giúp đỡ cho uh, ông thích đức nghi sang bên hoa kỳ để mà uh, quyên góp đó. nhưng mà phần lớn những mạnh thường quân ở hoa kỳ họ nhìn thấy cái mưu đồ của ông đó. cho nên là họ ít có uh, đóng góp đó. thì lúc đó là ông thấy là không còn lợi dụng được uh, cái làng mai này nữa đó thì là ông bắt đầu uh, cho đuổi uh, quý vị uh, tăng sinh ở làng Mai uh, đi để cướp lấy cái cái cơ sở làng Mai uh, Bắc Nhã thưa quý vị cái việc này đó, nó không phải chỉ là cái quyết định của riêng ông nhưng mà nguyễn thúy phượng nghĩ đây là uh, cái đường lối chủ trương của uh, bang uh, lãnh đạo của giáo hội Phật giáo Việt Nam do nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam uh, lập ra và chỉ đạo. Thưa quý vị, kết cục bi thảm của làng Mai Việt Nam uh, được uh, Wikipedia mô tả như sau: Khoảng gần 400 tăng ni sinh và các nhà sư điều hành tu viện Bắc Nhã tu tập theo hệ phái làng Mai bị trục xuất ra khỏi tu viện. Sau một thời gian buộc phải giải tán tu viện Bát Nhã không có kết quả, theo bản tường trình của Tòa đại sứ Mỹ, ngày 27 tháng 9 năm 2009, công an thường phục và đám đông địa phương cưỡng bách 150 tăng ni sinh ra khỏi lưu phòng, phá hủy tài sản vật dụng của họ. Hai vị tăng sĩ cầm đầu tu viện bị đánh bất tỉnh. Ngày hôm sau, lại cưỡng bách nốt 230 tăng ni sinh còn lại và cho đến và chở đến một ngôi chùa gần đó. Cùng ngày 27 tháng 9 có cuộc họp giữa hai thứ trưởng ngoại giao Mỹ và Việt Nam. Trong cuộc họp này, đại sứ Michael Michael nêu vấn đề tăng sinh làng Mai ở Bắc Nhã. Cũng ngày này, tăng sinh liên lạc trực tiếp với tòa tổng lãnh sự Mỹ cho hay họ bị công an đeo mặt nạ tấn công bằng dù cui thưa quý vị cuối cùng mặc dù có sự can thiệp của nhiều đoàn thể quốc tế của nhiều tòa lãnh sự tại Việt Nam làng Mai Bác Nhã vẫn bị giải tán thưa quý vị nghĩa là tất cả các tu sinh của làng Mai vẫn phải rời khỏi làng Mai Bác Nhã và mất trắng tất cả những số tiền to lớn mà họ và các mạnh thường quân của họ đã đóng góp trong cái sự việc này đó thì uh, thiền sư thích nhất hạnh uh, bị chỉ trích là uh, lên tiếng một cách rất là yếu ớt uh, so với lại những cái sự lên tiếng mạnh mẽ của ông uh, đối với uh, chính phủ Việt Nam cộng hòa và quân đội Mỹ trong cái cuộc chiến tranh Việt Nam Trong khi đó, đó thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, thưa quý vị, bây giờ uh, thiền sư Thích Nhân Hạnh qua lời đời thì thấy là các cái cơ quan uh, truyền thông của nhà nước có vẻ là rất là ca ngợi uh, ông. Nhưng mà thưa quý vị, cái giai đoạn đó, đó thì báo của uh, nhà nước Việt Nam không ngần ngại bôi lọ ông một cách rất là uh, bị ổi. Thưa quý vị, đây là một bài báo tiêu biểu được đăng trên báo Công an Nhân dân số ra ngày 27 tháng 10 năm 2009. Một tu sinh làng Mai đề nghị không nêu tên cho biết nhiều lần có những đoàn người Pháp, người Mỹ về tu viện nhưng không đăng ký tạm trú với chính quyền địa phương. Họ nói ở Pháp, ở Mỹ muốn đi đâu thì đi, việc gì phải đăng ký. Khi công an địa phương mời đại diện tu viện bán giả lên làm việc, thì tu viện lại phải đứng mũi chịu sào chưa hết mặc dù sư ông thích nhất hạnh thường tuyên bố chủ trương của làng mai là luôn luôn lắng nghe nhưng mỗi lần điện thoại qua pháp để trình bày những phức tạp thì tu viện bát nhã chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp được với sư ông thích nhất hạnh mà tất cả đều phải thông qua sư cô chân không dẫn đến dư luận cho rằng tu viện bát nhã đưa pháp môn làng mai về coi thường giáo hội Phật giáo Việt Nam. Có thể nói, qua lời kể của các Phật tử tu viện Bát Nhã và một số tu sinh pháp môn làng Mai vào chiều 21 tháng 10 đã rõ thêm nhiều về sự tích ông Thích Nhất Hạnh, sư cô chân không, sư cô chân không vốn có thể danh là Floret Cao Ngọc Phượng, con gái của ông Cao Văn Móc, kỹ sư trường trưởng ti công chánh tỉnh Bến Tre thời chế độ cũ. Cả gia đình ông Mốc đều là dân Tây, quốc tịch Pháp. Năm 1968, sư ông Thích Nhất Hạnh đưa Cao Ngọc Phượng sang Pháp. Rồi sau đó, Cao Ngọc Phượng quyết định quy y thọ giáo, tiếp hiện, rồi trở thành phụ tá cận kề đắc lực cho sư ông Thích Nhất Hạnh. Từ khi làng Mai hình thành tại tu viện Bắc Nhã, tất cả những thư từ email mà tu viện Bát Nhã gửi sang cho sư ông Thích Nhất Hạnh đều được sư cô chân không đọc trước. Điện thoại cũng thế, sư cô chân không nghe trước rồi sau đó sư cô có chuyển cho sư ông nghe hay không thì tùy. Trước khi sư ông Thích Nhất Hạnh về Việt Nam lần thứ ba, Thượng tòa Pháp Ấn đã hai lần đề nghị sư cô chân không là không đưa lên mạng lá thư làng mai 31 vì nội dung của nó không đúng với tình hình thực tế ở Việt Nam. Thế nhưng, khi sư cô đã quyết thì có trời mà cản. Một tu sinh Pháp môn làng Mai, thế danh là Nghĩa, đã từng sang Pháp nhiều lần cho biết. Tại đạo tràng Mai Thôn, sư ông Thích Nhất Hạnh và sư cô chân Không ở chung với nhau trong cốc Phương Khê. Sau này, làng Mai mua thêm một lô đất, cắt, cách, cách cốc 25 km, làm nhà cho Tăng, tức là người đi tu là phái nam, ở còn Sống Ni, người đi tu là phái nữ, cách cốc 5 km Mỗi khi đi giảng, sư cô chân không lái xe đưa sư ông thích Nhất Hạnh đi rồi đưa về đến nay đã 40 năm có lẽ Việc ấy dẫn đến nhiều lời đồn đại không hay về mối quan lệ hệ giữa sư cô chân không và sư ông Tích Nhất Hạnh, tuy nhiên đó vẫn chỉ là lời đồn đại đồng thời nó không phải là chủ đề của bài viết này nên chúng tôi không nêu ra ở đây à, thưa quý vị họ uh, viết tới mấy uh, đoạn để nói về cái tin đồn uh, sự liên hệ giữa uh, sư cô chân không với lại sư ông thích nhất hạnh xong rồi họ nói rằng là đó là những lời đồn đãi mà nó không phải là uh, đề tài của bài này cho nên là chúng tôi không nêu ra nói cho đã xong nói không nêu ra thưa quý vị nhưng mà cái đời tư của sư ông nhất hạnh tốt đẹp hay là xấu xa như thế nào á, thì nó có ăn nhầm gì đến cái việc là họ uh, qua cái lời hứa của thượng tọa thích uh, đức nghi là một uh, thành phần ở trong cái giáo hội quốc doanh của nhà nước uh, cộng sản việt nam giáo hội uh, phật giáo do nhà nước tạo ra và uh, điều hành, khống chế. Thì nhà sư này đã hứa là hiến cái 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 tu viện bát Nhã cho làng Mai. Rồi những cái môn sinh của làng Mai họ um, đóng góp tiền bạc của cải của họ hay là họ đi quyên góp để mà xây cho cái cái làng mai bắc nhã đó nó lớn lên nó tốn tới mấy triệu đô la hoa kỳ xong rồi vừa xây xong một cái là đuổi họ ra rồi không có giải thích là tại sao làm như vậy mà đi lôi những cái chuyện đời tư đồn đãi của sư ông nhất hạnh ra để mà nói thưa quý vị đó là là một một cái cái chiến thuật uh, rất là là tồi bại rất là bẩn thỉu uh, cùng với cái việc mà dùng côn đồ uh, để mà uh, uh, áp chế để mà đuổi những cái người ở trong là mai quý vị. cái 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 điều đáng tiếc đó là sư ông nhất hạnh đó là cái người mà uh, có được rất là nhiều những cái sự uh, ủng hộ của nhiều người và nhiều đoàn thể ở trên thế giới nhưng mà lại không có mạnh mẽ để mà tranh đấu uh, trong cái việc uh, những môn đệ của mình uh, bị cướp trắng bị uh, đuổi ra khỏi làng Mai như vậy thưa quý vị Nguyễn Thích Phượng nghĩ là có thể là tại vì cái giới Tây phương đó mà ủng hộ cho uh, Um, thiền sư uh, Thích Nhất Hạnh đó, là những người họ thiên tả họ phản chiến trong cái thời Việt Nam Cộng Hòa nhưng mà phản chiến không nghĩa là uh, chống lại chiến tranh không mà là họ chống lại uh, chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ Việt Nam Cộng Hòa những cái chính phủ chống cộng đó. còn đối với lại những cái uh, nước cái xã hội chủ nghĩa và cộng sản thì họ không có Uh, họ không có muốn chống lại vì thế cho nên uh, thiền sư thích nhất hạnh thấy rằng là nếu mà mình mà mà to tiếng uh, đòi hỏi quyền lợi đòi hỏi sự công bằng uh, cho làng mai Việt Nam và chống lại nhà cầm quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đó, thì sẽ không có được những cái người tây phương uh, cực tả hay là thiên tả này ủng hộ mà có thể còn bị mất cái sự ủng hộ của họ nữa cho nên là Thiền Sư Nhất Hạnh không có uh, mạnh mẽ lên tiếng tố cáo nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam và binh vực cho các môn đệ của mình Nguyễn Thức Phượng xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị xin kính mời quý vị đăng ký để xem các video tiếp theo của Nguyễn Thức Phượng đồng thời cũng mời quý vị vào xem các video Nguyễn Thức Phượng đã thực hiện và giữ lại ở trong kênh video này nguyễn thức phượng thực hiện trong lúc xa nhà cho nên có những gì sơ suốt xin quý vị bỏ qua cho xin kính chào